Luna. Luna. Con có tin vui muốn báo với Thế Tôn. Sudatta là người lương thiện chân thành. Nguyện vọng của ông ấy nhất định sẽ được thành tựu. Chính Sudatta hay ngại ngùng, không biết nói tốt về bản thân. Con xin trình bày với Thế Tôn những việc vừa qua. Vua Basenadi nước Kusala đã cho Thái tử Zeta, con trai ông ta, khu rừng đó. Thật sự là ông ấy không muốn bán nó đi, vì vua Basenadi còn hận ngài chuyện ngày xưa. Sudatta vì muốn có kỳ duyên mà đưa ra một cuộc giao dịch khiến ông ta không được vui. Người điên rồi sao Sudatta? Người có biết người đang làm gì không hả? Thưa bệ hạ, khu rừng Jetavana này rất thích hợp làm nơi tu hành cho Buddha, đạo sư của thần. Ta tuyệt đối không để rừng kỳ duyên này cho Sudatta đâu. Món nợ cũ với ông ấy ta vẫn chưa tính đây. Xin bệ hạ thứ lỗi, ngài ấy đã không còn là Sudatta nữa, mà là một Buddha đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Ngài ấy sẽ đưa chúng sinh đang chịu khổ đến bờ tịch tịnh an vui. Kêu gọi một đám người nghèo và ăn xin làm đệ tử đương nhiên không khó gì hết. Tâu bệ hạ, đến vua Bimbisara còn làm đệ tử của ngài ấy. Bà La Môn danh tiếng như Uruvela Kassapa còn dẫn hết đệ tử của mình đến quy y với Buddha làm tỳ kheo của ngài ấy. Buddha là người có trí tuệ vô thượng. Nếu ngài ấy có thể đến thành Savatthi này thì người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi lạc vô cùng. Thôi được, cũng vì hạnh phúc cho muôn dân, ta sẽ để khu rừng này lại cho ông. Nhưng mà ông phải trả tiền cho ta. Thưa bệ hạ, tất cả yêu cầu của ngài thần đều đồng ý. Đất đai ở trong khu rừng này, nơi nào mà ông có thể dùng vàng để trải kính thì nơi đó thuộc về ông. Nhưng hãy nhớ rằng, cho dù là một tấc đất trong khu rừng này, ông cũng không được bỏ sót nhớ gì. Thần sẽ làm như những gì bệ hạ nói. Con vô cùng kinh ngạc, nhưng đáng tiếc là năng lượng thành tâm của Sudatta Basenadi không hề nhận ra. Sudatta nghe lời khen ngợi thì có chút ngại ngùng. Ông ấy đã đem hết vàng bạc đến, cẩn thận rải khắp mọi ngõ ngách trong Jetavana. Dùng hết số vàng đó, Sudatta lại bán các thứ tài sản khác, rồi đổi thành vàng, tiếp tục rải khắp mặt đất trong khu rừng. Ông ta cứ làm như vậy, cứ tiếp tục rải vàng khắp trên mặt đất trong khu rừng. Ta vốn rất tự tin, ông không thể nào đáp ứng được điều kiện của ta. Thưa bệ hạ, quả thật thần không đủ năng lực. Tất cả đều là nhờ ân điển của Buddha mới có thể khiến thần thực hiện được lời hứa với ngài. Không lẽ ông chính phục Siddhartha tới như vậy sao? Tới nỗi đem hết gia sản của mình để hiến cúng cho ông ta. Không phải vị Siddhartha đó đâu. Giữa lúc loài người đang ngủ say thì ngài ấy chính là người đang tỉnh thức. Ngài ấy đã trở thành bậc giác ngộ. Những nơi nào bước chân Buddha đi qua thì nơi đó đều trở thành đất thánh, đều là thánh địa. Cho dù ngài muốn lấy mạng của thần, thần cũng lập tức dâng hiến. So với những điều này thì tài sản có đáng gì đâu. Tên gọi của mọi người cùng phẩm chất và hành vi của bản thân họ thường không tương xứng với nhau. Nhưng đối với ông, tên của ông bao hàm ý nghĩa kiết từ là Anatha Bindika. Anatha nghĩa là nghèo khổ, lại còn khiêm cung. Còn Bindika tức là của cải của ông, thường mang ra giúp đỡ người. Dù thời đại có đổi thay,
thì tiếng thơm và tên tuổi của ông vẫn không bao giờ mất đi. Dù cơm nước đạm bạc, nhưng nếu có tình thương, đều sẽ biến thành vị ngon. Ông có thể dâng hiến cả tâm hồn và tài sản. Tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Bạch Thế Tôn, ngài sẽ đến Jetavana chứ? Đương nhiên rồi, nhất định ta sẽ đến thăm Jetavana. Bây giờ mời ông trở về rừng tịnh tu nghỉ ngơi. Ta phải đi khất thực rồi. Nghe nói không có điều gì mà ngài không biết mà Buddha, vậy mà cũng bị thương sao? Đúng là mở rộng tầm mắt. Thử xem bây giờ còn có ai xem ông là thánh nhân nữa hay không. Khắp mặt đất đều là gai nhọn, trong thôn làng này không ai chào đón ông cả. Không phải mỗi ngày ông đều đi khất thực hay sao? Tới đây, tới đây, bước qua đây đi nào. Ta xin các vị hãy để cho ta vào khất thực ở trong thôn của các vị. Được thôi, nếu ông không sợ gai đâm thì cứ đi vào khất thực, có gì mà ngại. Sunita, nếu người dám quét thì đừng nghĩ đến chuyện về thôn này nữa, nghe chưa? Ngài có thể vào thôn được rồi. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều người mong được cúng dường cho ngài. Đừng đụng vào con. Đến cái bóng của con cũng khiến ngài ô uế. Tại sao ta bị ô uế? Con và chúng ta đều là người như nhau. Sự xúc chạm của một người sao có thể làm cho người khác ô uế được chứ? Chỉ có tham lam, hận thù, ngu si và dục vọng mới có thể làm cho con người ô uế. Một người lòng đầy yêu thương như con chỉ khiến người khác vui lòng, chứ không khiến cho họ phải khổ đau. Không phải ông mà là thánh nhân gì chứ? Ông hoàn toàn không biết gì về chủng tánh và mana. Không phải cứ khoác lên mình chiếc áo cà sa là thành nhà tu đâu. Ông chính là một kẻ lừa bịp. Kẻ cướp đi nhân tính của người khác, đó mới chính là một tên lừa bịp. Nếu gọi ta là kẻ lừa bịp mà có thể khiến cho các ông thấy dễ chịu, vậy cũng được thôi. Những người này không khác gì chúng ta, họ cũng có sinh mạng. Nếu xem anh ta là hạng người thấp kém miệt thị anh ta thì đó cũng là lừa bịp. Để ta nói cho ông biết, đây chính là chính pháp của chúng ta, sao gọi là lừa bịp? Mặt đất này đã nuôi dưỡng toàn nhân loại trong thế gian, cũng nuôi dưỡng anh ta. Nếu như hai người kỳ thị họ, chính là đang phỉ báng đấng tạo hóa. Chúng ta tung cát bụi lên trời, hư không không hề bị hạ thấp xuống, mà cát bụi lại rơi xuống trên thân của chúng ta. Hư không không hề phân biệt, giống như một người cha âm thầm che chở cho loài người chúng ta vậy. Mặt đất bao la này, các loại cây trái được sinh ra,
chúng không hề lựa chọn người sử dụng. Làn gió nhẹ mang đến sự mát mẻ đến cho chúng sinh. Nước có thể giải cơn khát cho muôn loài. Xưa nay thế giới tự nhiên không hề kỳ thị bất kỳ ai. Vậy tại sao loài người chúng ta lại đi chà đạp lẫn nhau như vậy? Ông Toàn nói là đạo lý, sao không để hắn làm tỳ kheo trong tăng đoàn của ông? Lời mà ngài nói quả thật rất chi lý. Sunita, con có đồng ý làm tỳ kheo hay không? Con là một tiện dân, làm tỳ kheo của một bậc vĩ đại như ngài, con đâu có đủ tư cách đó. Nỗi đau của người khác cũng có thể khiến con đau khổ. Con có phẩm hạnh như vậy, đó là điều quý hiếm trong thế gian. Ta là Buddha, hoan nghênh Sunita trở thành đệ tử tỳ kheo của ta. Đời này của con chưa có ai nói chuyện với con một cách từ hòa như vậy. Hôm nay ngài yêu thương quan tâm con thế này khiến con lần đầu tiên cảm thấy mình là một con người. Mong rằng con chưa làm bất cứ điều gì sai phạm hết. Những điều sai phạm ấy sẽ không xảy ra nữa đâu. Con người đều có tư duy, còn phải thể hiện tiềm năng của chính mình, tìm lại tôn nghiêm của bản thân. Đạo của ta là đạo của tình yêu rộng lớn, chào đón tất cả chúng sanh. Sông Ganga, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Rabahu, sông Mahi, những dòng sông này đều chảy vào biển lớn, chúng không có sự khác biệt. Về thân phận của mình hay là tên gọi cũng như vậy. Nếu người có quyết tâm xuất gia theo con đường chân lý để tu hành, bất luận Bà La Môn hay Sát Đế Lì, Vệ Xá hay là Thủ Đà La, thì đến cuối cùng tất cả những dòng chảy ấy đều sẽ hòa nhập vào biển chân lý. Nước mắt của mỗi chúng sanh đều có vị mặn, và máu đều có màu đỏ như nhau. Người tạo ra những định kiến sai lầm để áp bức người khác cũng chính là nhân loại chúng ta. Hôm nay ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến sai lầm ấy. Sunita là điển hình đầu tiên, là khởi đầu của lịch sử. Những gian nan thử thách phải đối diện còn rất nhiều, cũng sẽ bị coi thường ghét bỏ. Nhưng chân lý vẫn kiên cố như vậy giữa muôn vàn khó khăn trong tương lai. Vì con mà làm biết bao nhiêu điều, xây dựng thành mới để còn tránh xa bệnh tật đau khổ. Mong con thỏa thích hưởng thụ bên các cung nữ, như vậy con sẽ không còn kiêng kỵ nữa. Ta cưới Yasodhara cho con, còn sinh cho con một đứa con trai. Nhưng mà ta vẫn không thể hiểu được con. Con Buddha. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngài đang làm gì ở đây vậy? Người ấy đã nói là ngài phải nghỉ ngơi mà, sao ngài lại? Bệ hạ, hoàng hậu không thấy ta đang nói chuyện với Siddhartha hay sao? Bệ hạ, đây chỉ là bức tượng bằng đất sét thôi, có phải là Siddhartha đâu. Chúng ta cũng đều là đất sét này mà làm ra.
Rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng phải trở về với đất. Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ hả? Xin cáo từ. Bệnh của bệ hạ sợ rằng không qua khỏi. Thần nghĩ ngài nên mời Buddha và các dương tử trở về. Để Amjodana, tốt nhất nên để cha Na đi. Kêu cha Na mau thỉnh Buddha và các dương tử khác. Hãy nhanh chóng lên đường, chúng ta không có nhiều thời gian. Nhưng Pasapati, trước khi ta chết đi, ta sợ là không được nhìn thấy Siddhartha. Ngài tuyệt đối đừng nói những lời này mà. Cha sẽ không có chuyện gì đâu thưa cha. Người y vừa mới tới kiểm tra cho cha xong. Đừng an ủi ta nữa con gái à. Thời khắc của ta đã đến. Không đâu, ngài đừng tuyệt vọng vậy mà. Đã không còn thời gian nữa rồi. Ta cứ nghĩ là ta sẽ được gặp lại Siddhartha lần không cuối. Không đâu, không đâu. Ngay cả Rahula và Nanda ta cũng không gặp được sao? Thưa Dương huynh, cha Na đã đi thỉnh Buddha rồi. Các vị dương tử cũng sẽ trở về. Bệ hạ, bệ hạ. Ta còn có thể đợi được đến lúc đó sao? Dương huynh ơi, ngài hãy phấn chấn lên, ngài sẽ khỏe lại thôi mà. Ngày giờ của ta đã đến rồi. Không đâu bệ hạ. Ta không gặp được Siddhartha. Đừng nói vậy bệ hạ, Siddhartha sắp trở về rồi. Buddha ơi, là ngươi sao chanh đó? Mời ngài và các dương tử hãy nhanh chóng trở về. Cả bị la dây thu nhập con. Chanh à, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ Suddhodana sắp không ổn rồi. Ngài ấy muốn gặp các ngài lần cuối. Giờ này con còn muốn đi đâu? Qua viện. Đồ ngu, bệ hạ chỉ còn một chút hơi thở nữa thôi, vậy mà còn muốn đi tìm niềm vui. Devadatta, mẹ nghĩ con phải ở lại trong cung, bởi vì cha Na đã đi được 5 ngày rồi. Còn Buddha và các dương tử khác sẽ trở về bất cứ lúc nào. Lúc này mà con vắng mặt thì không đúng chút nào đâu. Con hãy nghe lời mẹ khuyên đi. Bệ hạ muốn tuyên bố người thừa kế vương vị, con có biết không hả? Đúng rồi đó con trai. Vậy thì chỉ có thể là con thôi. Bangala, bà giải thích cho nó đi. Có gì đáng giải thích đâu cha. Chỉ có con mới có thể lên làm vua mà thôi. Bởi vì đối thủ có thể cạnh tranh với con thì đều là tỳ kheo. Chúng là tỳ kheo. Devadatta, con phải nghĩ xem người đời nghĩ thế nào chứ. Mẹ ơi, con không sợ gì hết, cũng không ai ngăn cản được đường mà con đi đâu. Đứng lại đó. Mẹ cũng phải thông cảm cho con một chút chứ. Không có rượu ngon, không có gái đẹp thì con cũng không thể nào thoải mái được. Hãy
Bệ hạ, bệ hạ, ngài thử nhìn xem, xem ai đến kìa. Ta cố giữ chút hơi thở này là vì muốn nhìn thấy con. Cha, người hãy hít thở thật chậm. Giờ phút này, mỗi hơi thở của cha đều rất quan trọng. Con, Rahula, Nanda, Anand, Mahanam, chúng con cùng hít thở với cha. Cuộc đời này của ta đến đi vội vàng, cùng lãnh hội được rất nhiều điều. Cố hết sức mừng, mong lấp đầy mọi khát vọng. Có trong tay rồi, nhưng không hề biết đủ. Nhưng cuộc sống cơm canh đạm bạc lại có thể khiến người ta hài lòng. Siddhartha, sau khi con từ biệt Kapilavatthu, cuộc sống của bệ hạ vô cùng đơn giản. Cha của con đã đem đạo lý của con ra lãnh đạo muôn dân. Thưa cha, cha hãy nhìn con, nhìn Rahula, nhìn Nanda, nhìn cây cối xanh tươi bên ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá màu xanh kia. Cha hãy nhìn chúng và thử nghĩ xem, bước chân của sự sống có bao giờ dừng lại? Nó vĩnh viễn không dừng lại. Cũng như vậy, cha đang sống trong tim của con, sống trong tim của Rahula, sống trong tim của Nanda. Sức sống của sinh mạng cha mãi mãi dung hòa vào trong hàng thân tộc cốt nhục của cha. Cha xin, Rahula chính là một bộ phận trên thân thể của cha. Nghe lời con nói, nỗi sợ hãi về cái chết trong ta đã tiêu tan hết rồi. Giờ đây chỉ còn lại một vấn đề: quyền hành Kapilavatthu nên giao phó cho ai? Ta không thể để lại cho tộc Sakya một vị vương. Hay là chúng ta tuyên bố để Nanda lên kế vị? Thưa cha, Nanda không muốn kế vị. Huống gì năng lực của nó vẫn chưa đủ để gánh vác trách nhiệm này. Vậy thì cho Rahula lên kế vị. Tuổi của nó còn quá nhỏ. Dương huynh à, việc đã đến nước này rồi, chỉ còn một lựa chọn thôi, là Devadatta. Nếu như ngài muốn, được, vẫn còn Devadatta. Dương đệ, Devadatta đâu? Chắc là nó đang trên đường đến đây. Nó đi tuần tra xem tình hình của biên giới, thưa Dương huynh. Rót đầy rượu ngon, người đẹp nhảy múa, trong chốn hoa viện. Chốn hoa viện đẹp. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đẹp tuyệt. Phải đó bệ hạ, sau khi ngài Buddha ra đi, Devadatta luôn nghĩ đến và lo lắng cho thần dân khắp thành này. Ô, Dương tử điện hạ, Dương tử điện hạ, đứng vững, ngài đứng vững đi. Ê, đứng được. Đi. À,
Đại sư à, quốc sư à, quốc sư, quốc sư à, đây. Ồ, ngài ngự y bệ hạ, ngài ấy ai đã đặt cái tên này cho quốc sư vậy hả? Ôi, ngài cứ đứng vững đi mà. Rót đầy rượu, người đẹp vậy vua. Quá diện tuyệt đẹp, quá diện, quá diện tuyệt trời. Xin hãy bố thí. Bệ hạ, bệ hạ làm sao vậy hả? Ôi da, Thái tử Buddha vạn tuế, Thái tử Buddha vạn tuế, Thái tử Buddha. Ôi, Dương Tử cẩn thận. Bà đánh ta. Thái tử Buddha vạn tuế. Ngài hiểu rất rõ tương lai của tộc Sakya có thể giao phó cho Devadatta không? Đến bản thân cậu ta còn đó chưa xong nữa. Vương quốc này sớm muộn gì cũng bị hủy diệt trong tay của nó. Một người không nhận rõ thời gian, địa điểm và tình hình, giao quyền lực vào tay người đó thì đối với đời sống của thần dân mà nói, họ chỉ mang đến điều bất hạnh và bi thảm. Vì thế đại nghiệp của Kapilavatthu này, sau khi ta chết không còn ai để giao phó rồi. Không đâu cha, có một người sẽ cống hiến hết mình, cẩn thận tận tụy, cũng đã vượt qua được thử thách của con. Là ai vậy con? Trong mắt con ai là người thích con? Ta sẽ giao hết quyền lực cho người đó. Bệ hạ, xin ngài cầm lấy, hãy đổi dương miệng cho người kế thừa của ngài. Ai vậy? Mahanam. Mahanam, hãy đến đây nào. Thưa Dương Quynh, em có thể làm được không? Mời ngài, thưa bệ hạ. Thưa cha, con bảo đảm với cha, trước khi Mahanam có thể đích thân lo việc triều chính, con sẽ không rời khỏi Kapilavatthu. Ta rất cảm kích. Bệ hạ.
sống và chết là lẽ tất yếu trong đời người. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thường thức tỉnh chính mình, khiến bản thân không chìm đắm vào trong dục vọng, càng phải sống một cuộc đời hòa bình, an vui và mãn nguyện. Đây là chân lý của Pháp, là ý nghĩa đích thực của sự sống. Chân lý ấy không sanh không diệt, không khởi đầu cũng không hủy diệt, không giảm cũng không tăng, chỉ còn thứ duy nhất tồn tại, đó là an nhiên tịch tịnh. An nhiên tịch tịnh, tịch tịnh, tịch tịnh. Đời ta luôn chống đối với vua Suddhodana và Siddhartha, phạm vô số tội lỗi là vì cái gì? Con có biết không? Chính là vì để con có thể lên làm vua. Nhưng vận mệnh đúng là kỳ lạ, vua Suddhodana và Siddhartha sắp tuyên bố con lên kế vị, thì con đứng còn không vững nữa kìa. Người ta chết còn biết tự đào mộ cho mình, còn con của ta đến cả mồ mà nó cũng không cần nữa. Mẹ đã khuyên con biết bao nhiêu lần rồi hả? Biết bao nhiêu lần mẹ đã nói rằng con phải biết suy nghĩ, vậy mà trong đầu của con suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đến hoa viện ăn chơi. Chúng ta luôn muốn hướng cho Siddhartha đến chỗ lầm lạc, cứ cho rằng như thế nó sẽ không thể lên làm vua, muốn nó mê đắm trong sắc dục nên đẩy nó đến hoa viện. Nhưng người ta không thèm đụng đến mà quay trở về. Nhìn lại số phận của chúng ta đi, Mangala, con trai của chúng ta. Uống rượu và tìm thú vui bên mấy con kỹ nữ đó đã trở thành thói quen của nó. Mất ngôi vua còn mất hết cả danh dự. Đủ rồi, các người chửi mắng đủ rồi đó. Nếu như các người muốn sám hối thì các người đi tìm hoàng hậu đi. Buddha không để con kế vị thì có sao đâu chứ. Vậy thì con sẽ đi theo con đường của Ajatasattu, tự mình đoạt lấy ngôi vua. Mẹ, hãy ban phước cho con đi. Con sắp đi báo thù cho mẹ đây. Ngươi còn muốn tìm ai báo thù nữa? Đi tìm Ambapali. Chính bà ta đã hủy hoại cuộc sống của mẹ, cho nên con muốn phóng lửa thiêu rụi vế gia ly của bà ta. Trong mắt ngươi chỉ có thù hận mà thôi. Thiêu rụi Vesali thì có ích gì chứ? Hơn nữa, ngươi làm vậy là giết hại biết bao nhiêu dân lành. Chiến tranh chỉ mang đến hủy diệt thôi, ngươi biết không? Hãy tỉnh táo và dẹp bớt lòng ngạo mạn lại đi, Ajatasattu. Buddha tự nói là ngu si khiến con lầm đường lạc lối. Mẹ đừng đem lời của Buddha ra để dạy con. Vậy ngươi hãy nghe đạo lý trị nước đi. Thần dân Magadha không muốn có chiến tranh, là ngươi đang ép buộc họ. Đợi đến lúc ngươi khải hoàn trở về, ai sẽ là người ra nghênh đón ngươi? Ai sẽ là người xưng tụng ngươi đây hả? Sẽ có người làm điều đó thôi. Đúng vậy, họ sẽ là tiếng kêu than của quá phụ, tiếng khóc của những đứa con cô và ánh mắt của những người già. Những điều đó sẽ ca tụng ngươi. Mẹ à, nếu mẹ còn nói nữa thì vấn đề không đơn giản như vậy đâu. Ta không sợ nói ra những sự thật này. Cho dù ngươi đã trở thành một bậc tôn vương thì đã sao?
Cho dù ngươi đứng trên tất cả vạn người, thì trong mắt của ta, ngươi vẫn là tên Ajax Sato đã giết cha mình. Con đến đây là để xin mẹ ban phước cho con. Ta đã hứa với cha của ngươi là sẽ không bao giờ nguyền rủa ngươi nữa, nhưng ta vẫn không đủ dũng khí để có thể ban phước cho ngươi. Thôi được, cứ xem như là con quá may mắn đi. Con vì sự tự tôn của mẹ mà bất chấp sự nguy hiểm, vậy mà mẹ lại không tiếc lời để nguyền rủa con, còn nói gì đến ban phước nữa chứ. Tốt lắm mẹ à, từ lúc con còn bé cho đến giờ, con nhớ lúc nào mẹ cũng nhấn mạnh với con rằng vì không muốn con chào đời mà mẹ phải tìm đủ mọi cách để không cho con uống sữa. Con đầu độc đó nữa. Nhưng mẹ nên nhớ, tục ngữ có câu mẹ nào con đấy. देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली, वही हुआ जिसका भय था। आप कौन सा अशुभ समाचार लेके आए हो यदु? उस दुष्ट अजातशत्रु ने वैशाली को चारों ओर से घेर लिया है। वैशाली की सेनाओं ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। ये और मेरे सारे आभूषण ले जाओ और वैशाली के राजकोष में समर्पित कर दो, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, पर इस युद्ध में अपनी वैशाली को पराजित नहीं होने दूंगी मैं। महाराज बिंबिसार के शासन में ऐसा अनर्थ कभी ना होता। वो बुद्ध के दिखाए मार्ग पे चले और वो अहंकारी अजातशत्रु प्रतिशोध के मार्ग पे चल रहा है, पर पराजय अजात शत्रु की ही होगी और इस अधर्म के युद्ध में वैशाली की विजय होगी। चाओ anh bạn của tôi. Anh bạn Devarata, ta biết thế nào bạn cũng sẽ đến giúp ta mà. Ta đến đây là vì có nguyên nhân khác. Nói xem. Bạn à, vua Suddhodana của tộc Sakya đã qua đời rồi. Ông ta tuyên bố Mahanam lên kế thừa vương vị và làm quán đảnh cho nó nữa. Mahanam được lên kế vị đều do Siddhartha xúi giục. Cho nên trước khi Mahanam hoàn toàn nắm lấy tất cả quyền lực trong triều, ta muốn tấn công Kapilavastu, giết Siddhartha và Mahanam, đoạt lấy ngôi vua và nắm hết quyền lực. Anh bạn à, đây chính là thời cơ rất tốt để ta lên ngôi vua của tộc Sakya. Nhưng mà bạn à, ta đang lên kế hoạch để tấn công nước Vesali, cho nên không thể nào để quân tiến đánh Kapilavastu. Hơn nữa, tại sao ta phải giết Mahanam? Là vì ta. Vậy còn Buddha thì sao? Hình như ta đâu có thù oán với ông ta. Anh bạn à, lúc bạn muốn nắm hết quyền lực của Magadha, chúng ta đã phái binh lính tinh nhuệ đến đây âm thầm giúp đỡ bạn mà. Bây giờ ta đang cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn đã từng hứa với ta rồi còn gì. Bạn à, bạn từng hứa với ta là lúc nào ta cần giúp đỡ thì bạn sẽ xuất binh giúp ta. Vậy mà
Chỉ có thanh kiếm sắc bén mới có thể ra trận giết nhà thôi. Kiếm không sắc bén thì cần nó làm gì? Nền tảng của tình hữu nghị luôn đi đôi với lợi ích mà. Bạn có ích cho ta thì ta xem bạn là bạn của ta. Vậy lời hứa của một sát đế lỵ thì sao? Chiến sĩ không chỉ là sát đế lỵ, cũng là một ông vua tinh thông chính sự. Lúc cai trị đất nước thì đâu có ai đề cập đến lời hứa. Bạn phải biết điều đó chứ. Bạn từ xa đến đây chắc là mệt lắm rồi có phải không? Hãy nghỉ ngơi và dưỡng sức đi. हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास होगा।